mà bố mẹ bé từng làm là thọ mệnh bao nhiêu tuổi. Và bé nói ra tuổi chính xác tại vì bé nhỏ quá, bé không biết được cái gì là nên nói ra và nên chưa nói ra. Đó thì à. Sao ông biết là cái như là bé nói chính xác là tuổi thọ của ba mẹ từng làm? Thế sao ông biết chính xác vậy? Người ta còn cái gì còn ở đó mà bây giờ ông bảo là chính xác. Ông lấy cơ sở nào ông nói chính xác? À, mà tự nhiên cái ông này ông cũng tào lao nè quý vị. Ông này ông nói chuyện với bờ trên được, mà sao ông không hỏi khẳng định, như là ông không hỏi bờ trên của ông là cái như là bây giờ ba mẹ bé Tường Lam là thọ bao nhiêu tuổi, mà bây giờ ông lên ông bảo rằng bé Tường Lam nói chính xác. Có nghĩa những cái vấn đề đây thật sự quý con, khi mà nó vô đúng cái hệ của mấy gọi mấy cái kiểu mà thầy cúng đó, vô đúng hệ của mấy gọi là cái thầy mà gọi là cái như là để mà dựa vào tâm linh để kiếm ăn đó, là y xì thôi à, một cái câu chuyện có một chút xíu bắt đầu là người ta xé cho to. Một đứa trẻ như bé Tường Lam rất bình thường à, rất bình thường. Anh là nó, tôi nói ra đi hôm qua rồi, anh uống là cái chuyện nó không có phù hợp thể trạng là nó nôn nó ệ, chuyện bình thường à. Cái bình thường thứ hai, một đứa trẻ thông minh mà với cái độ của anh là gần 6 tuổi thì nó nghe một bài pháp nó thích là nó đọc thuộc lòng là cái chuyện bình thường. Không có cái chi mà nó khác thường ở đây, chính có cái chi mà gọi là tái sinh à. Tôi thấy là cũng có cái mấy cái thầy, mấy cái gọi là mấy cái thợ tu à, cũng thấy là mấy thợ tu cũng lên là kết luận là bé Tường Lam là tái sinh. Hèn chi mà nói thật sự, mấy thợ tu mà đã phát ngôn như vậy rồi thì mấy người mà không tu đó thì muốn sao họ không nghe quý bà con. Đó. Mà nhiều lúc tôi nói thật sự, có những ông thợ tu là ông được học hành, còn có những ông thợ tu là ông không được học. Đấy, rồi ông thấy những cái vấn đề đấy là ông đưa cái tà kiến vô là ông lên ông ma mị là cũng chết nữa. Bó tay. Đấy, toàn là gặp mấy thợ tu là cao siêu thôi. Trời đất thánh thần ơi. Cái vụ con ven là bà con biết rồi. Nhiều thợ tu mà cũng bi a con ven lắm. Nhiều thợ tu mà nói một câu thiên cơ bất khả lộ. Ở mắc cây bây giờ một cái con nó đi phá đạo mà mắc gì mình không bạch cái mặt nó ra mà bảo thiên cơ bất khả lộ. Có nghĩa là mấy ông nội mà nói thiên cơ bất khả lộ đó, có nghĩa ông cũng đứng chằng hai. À, bây giờ ông nói ra thì cũng sợ chữ, mà không nói cũng sợ chữ. Thì thâu dựa một câu thiên cơ bất khả lộ. À, chứ tôi nói bây giờ nó thật sự đã biết cái thằng đó là ăn trộm đó, mà không bắt nó để mà giao cho công an là mình là đồng lõa. Chứ không có cái chuyện mà thiên cơ. Mình đã biết nó là ăn trộm thì mình phải bắt đầu nó để mà giao vô đường công an. À, để công an kể như là có những cái biện pháp mà kể như là răn đe giáo dục kịp thời. Chứ còn không có cái chuyện mà thiên cơ. Ở trong tôi nói quý bà con kể như là ở trần gian như thế này thì tôi nghĩ rằng chắc là cái thiên cơ thiên đồ người ta cũng vậy thôi, cũng là muốn con người, muốn tất cả chúng sanh là cũng bình đẳng, cũng là tự do, cũng là không có ai lợi dụng ai, đúng không? Làm thì có cái chuyện mà bây giờ chỉ vô thiên cơ. Ở cái thời con ven đó mà nhiều cái vị gọi là cái đầu lăn bóng lên để bảo rằng thiên cơ, thâu bây giờ nó muốn làm chứ làm thiên cơ bất khả lộ, rồi có sẽ có một ngày lộ. Ông nậu chờ có ngày lộ là nó bào mòn của chúng sanh, của bá tánh ăn hết trơn rồi. Tiền là gửi gì cho nó là tiền đô là cọc cọc lấp lấp rồi. Đấy. Sao là thiên cơ bất khả lộ? Biết nó là một kẻ gian mà không báo công an để mà hốt nó là mình là cái tội đồng lõa. Biết nó là một con người đi vô để phá đạo mà mình không có cái biện pháp ngăn cản là mình là tiếp tay. Sao là thiên cơ? Có nhiều ông nói thật sự, tôi nói thật sự toàn là gặp mấy ông thợ cúng, mấy ông thợ tu là nó thật sợ thiệt quý vậy. À, lên nó thật sự ở trình độ không biết là được bao nhiêu mà cái lên là cái đụng ai cũng xưng thầy, đụng ai cũng là gọi người ta bằng con hết, rồi xưng thầy. Rồi nhiều lúc mình vui vui miệng mình hỏi đôi ba câu trắc quốc trả lời không ra câu nào hết. Tôi cũng từng hỏi mấy ông thợ mà thợ tu đó. Tôi hỏi thầy chứ sao mà cái chỗ con ven đấy mà bây giờ thấy như vậy mà các thầy cái như bảo rằng cái như là con ven là hoàng dương Phật pháp phổ độ chúng sanh. Mà tôi thấy hiện bây giờ là con của nó, hai đứa nó gửi cho cái máy ấm Đức Quang rồi. À, thì cái câu chuyện mà nó hoàng dương Phật pháp phổ độ chúng sanh tôi thấy nó sai sai.
con của nó bỏ cù lanh cù lóc mà nghĩ sao mà để nó hoàng dương Phật pháp phổ độ chúng sanh chỗ nào? Ông nói là thâu thiên cơ bất khả lộ con, nó làm sao nó mang tội? Nó trời ơi là trời, tôi tưởng thầy cỡ như là có cái câu nào nó hay hơn tôi mới hỏi, chứ còn nếu như cái câu của thầy tôi nghe quen quá rồi tôi đi về luôn, không cần phải nói chuyện. Trời đất thánh thần đã biết nó là một đứa ăn trộm mà mình dương con mắt ra nhìn nó ăn trộm. Rồi cuối cùng là khổ chủ là khắp hết nước mắt. Mà vui sướng chỗ nào quý Phật đó? Bảo rằng cái như là chờ đi, chờ thế nào? Ông nội ăn trộm nó vô, nó ăn trộm xong nó nhanh chân nó bó nó chạy rồi thôi. Chứ thật sự bây giờ muốn công an bắt cũng phải có cái thời gian, cũng phải huy động lực lượng, bắt có tốn thời gian không? Mà nhiều lúc bắt còn không được, thấy nó ăn trộm nó bắt quả tang luôn. Vậy mà nó thiên cơ bắt khá lộ. Ông nội không, tôi thật sự quý vị nói bà con nói cái này cho tôi sợ mấy ông thầy, mấy ông thợ tu lắm. Một đứa trẻ 4 tuổi mà bây giờ là qua mấy cái vị gọi thầy pháp, thầy mo đây là xem như là đun nó lên trở thành một vị thánh nữa rồi. Y xì cái thời con ven. Con ven là nó thật sự nó là nó chủ động. Nó là kết hợp với mấy thằng YouTube chủ động để lừa gạt ba tánh, lừa gạt cộng đồng. Còn bé Tường Lam đây đó, thật sự nó là một đứa trẻ vô tội. Thì những người như bậc làm cha làm mẹ cũng phải có những cái gọi là suy nghĩ, nhìn nhận nó thấu tình đạt lý, nhìn nhận cho nó chuẩn xác. Chứ không thể bây giờ đưa con mình lên nói những cái câu đó, rồi cộng đồng mạng bây giờ cũng có cái câu chuyện đó, nó sinh ra hai cái luồng. Một cái luồng là ủng hộ Tường Lam, tin tưởng Tường Lam là tái sinh. Còn một cái luồng mà người ta sống trong một cái môi trường khoa học là người ta không tin. Người ta chỉ tin bé Tường Lam thông minh. Bé Tường Lam là một đứa trẻ coi như là cực kỳ đáng yêu. Thế thôi. Bé Tường Lam thông minh và cực kỳ đáng yêu. Chứ còn nó thật sự người ta không có tin vào bé Tường Lam là một vị Phật hay Bồ Tát hay vị chân tu nào đó mà tái sinh lên coi như bé Tường Lam. Từ lúc bé Tường Lam lên là cũng nhiều vị cũng là đứng lên cũng nói như đúng rồi đó. Nằm mơ thấy cái như là con cá mà cái như là bị Bồ Tát cái như là cởi, bây giờ nó thanh thiên hóa rồng, rồi tên là Tường Lam. Trời đất thánh thần ơi, tôi nghe đấy nó sao mà nó thật sự không biết tôi ở gần đấy, tôi hỏi cho vài câu nữa rồi biết có đường trả lời hay không. Tôi thấy sao bây giờ nó thật sự thấy muộn như vậy, thấy trước khi cái Tường Lam xuất hiện. Có nghĩa là chúng ta là một trong những người đó cũng là bị một số kẻ nó cũng lợi dụng vào cái tôn giáo để mà nó lừa gạt cái niềm tin, rồi nó ma mị, nó dẫn dắt đi sai đường. Đang trong cái câu chuyện bé Tường Lam là cũng có một số thành phần vô cái chữ đậm, vô cái bảo rằng nói khẩu nghiệp. Tôi nói bây giờ nó thật sự thì mình sống trong cái môi trường khoa học thì bây giờ nói cái chi phải chứng minh chứ. Chứng minh bé Tường Lam nó kết luận cái năm sinh của đồ ai đấy, ai là bao nhiêu tuổi mất đó thì nó chứng minh đi, hoặc là gia đình nó chứng minh đi. Chưa có một chứng minh trơn trọi, chưa có kiểm chứng luôn mà răng lên bắt đầu là ủng hộ bé Tường Lam. Rồi những anh em lên phân tích phản biện ở những cái sai cái quấy, những cái cụ xí lại loa lao vô là chữ. Trời ơi, có chữ như thờ con quen, tôi vẫn nói mà tôi đó thờ con quen mà chữ tôi không còn một cọng tóc trắng nào đâu. Bây giờ tôi thật sự mấy cái vị mà đang tôn thờ con ven, mấy vị mà ngày xưa mà coi như là cứ đứng hàng dưới con ven để lạy thâu câu con ven, bây giờ mấy vị đó có được phước nào hay không? Ông nội nó cứ rước nó về nhà đó, rước về gì tư gia riêng đó, rồi coi như là đưa lên chỗ bàn thờ thất quyền cửu tổ mình đó, rồi bảo ven cúng đi, cúng để cho gia đạo coi như được yên lành. Rồi mấy đó, thật sự bây giờ rồi có đi tẩy uế chưa? Trời đất thánh thần ơi, con ven mà cái như là nó đứng hàng trước, mỗi lần nó lạy xuống là cái thau câu nó dính lên. Mà bà con biết con ven nó lạy ác đoàn, nó lạy là khi nào lạy mệt nghỉ chứ không có cái kiểu mà cái như là bao nhiêu bái bao nhiêu lạy. Nó lạy là theo một cái đạo riêng của nó, là cái đạo gọi là cái đạo ăn giả đó. Nó cứ quỳ lạy mệt nghỉ thâu. Mà mấy ông gia chủ rồi cái như là đưa cả con cháu lên, thật sự hình như đưa nguyên cả một cái gia tộc lên, mà toàn đa số là đứng sắp hàng cúng mà phải đứng sau con ven.
Con Ven đứng trước, con Ven lạy bao nhiêu lạy là mấy vị kia dưới phải lạy mấy nhiêu lạy mà nó đập ở chỗ đây. Khi con Ven lạy xuống đó, là mấy ông nội kia là con Ven lạy xuống, phao câu nó chỉnh lên. Rồi cái cá, cái như là cái gia tộc nhà đó là lạy đó, là tôi nói bây giờ tôi hỏi quý bà con hãy cho tôi một câu trả lời. Đây, mấy vị đó bây giờ lạy cửu quyền thất tổ mà lạy lạy cái phao câu con Ven. Đấy. Một cái con nó ma mị vậy mà rước nó về nhà. Đó, một con ma mị vậy mà đưa nó về để mà vô gọi là làm ô uế đi cái gọi là cái không gian cái thờ cúng của gia tộc. Đó, cực kỳ phản cảm. Đó. Trời đất thánh thần bây giờ mà xuất hiện bé Tường Lam đây cũng nhiều người nhảy vô cũng tấn công tôi. Bảo rằng tại sao phải nói. Bây giờ nó để cho nó lên không gian mạng nhưng là bé là vô tội. Những người nào mà đạo diễn ra cái này mới là những con người đáng trách. Chứ còn mình đâu có trách bé Tường Lam. Tôi là không bao giờ nó thật sự là trách bé Tường Lam. Có nghĩa là tôi đang dùng những cái câu chuyện mà bé Tường Lam nói lên để tôi hỏi rằng bà con đã kiểm chứng hay chưa? À, đã nhìn nhận như thế nào trong câu chuyện này? À, chứ còn tôi thật sự, bé Tường Lam nó cũng giống như của con cháu tôi thôi. Thật sự mình trách nó làm gì? Mà trách những đấng sanh thành, những người làm cha làm mẹ. Sao bây giờ muốn con mình nó có một trong những cái gọi là cái tương lai nó sáng sủa thì bây giờ nó phải có một cái môi trường đào tạo giáo dục cho tốt. Mà cái môi trường mạng là một trong những cái con dao hai lưỡi. Môi trường mạng là cực kỳ nguy hiểm. Nó thuận hôm nay nhưng mà nó sẽ nghịch ngày mai. Cái môi trường mạng là nó thật sự quý vị, nó rất nguy hiểm nếu như không biết dùng nó. Mà trong cái câu chuyện này, tại sao lại là cái gia đình lại chọn cái môi trường mạng để mà đưa con mình lên? Mà cái môi trường mạng là đâu có dạy dỗ cái như là một con người nó tử tế hơn đâu. Đúng không? Cái môi trường mạng chẳng qua là một trong những cái nơi để người ta gọi là tham khảo, chứ không phải là một cái nơi để mà dạy dỗ giáo dục một con người, nhất là cái như là một đứa trẻ thông minh như bé Tường Lam. Thì môi trường mạng lại là cũng một cái nơi không thể để bé tiếp cận. Bây giờ lại đưa nó lên. Đưa nó lên rồi cái thần thánh hóa nó quá. Rồi bây giờ cũng có những cái vị núp đâu trong hang mấy chục năm. Rồi còn các cái vị mà núp trong hang từ lúc là con Ven gọi là nó xa cơ thất thế. Từ lúc con Ven mà xách quần bỏ chạy với lang thang Sài Gòn rồi. Thì bây giờ lại xuất hiện lại. Trời ơi cũng nói như đúng rồi đó quý vị. Cũng nói đúng rồi đấy, cũng bảo rằng cái như là bé Tường Lam đây là một cái vị chân tu rồi bây giờ người ta đầu thai lên rồi cái như là để mà bé Tường Lam sau này cũng đi phổ độ chúng sanh. Tôi nói chi mà bây giờ mà đưa vào cái trách nhiệm vô cùng lớn lao cho một đứa trẻ chưa tròn 6 tuổi như vậy, mình là người lớn. Ở sao bây giờ nó thật sự mình biết là bé Tường Lam là sau này nó phổ độ chúng sanh. Ủa sao mình không đi làm đi mà giao cho đứa trẻ chưa được cái như là 6 tuổi vậy? Đừng có nói duyên nha, đừng có nói duyên ở đây. Đừng có nói là bé Tường Lam là duyên. Không có đâu. Ủa mình biết nó kể như là sau này phổ độ chúng sanh. Thì có nghĩa là mình biết cách phổ độ chúng sanh như thế nào. Ủa sao mình không đi phổ độ đi? Mà để dục có trách nhiệm cho một đứa trẻ 6 tuổi non là câu hỏi quý vị có lương tâm không? Nó tào lao không quý vị? Quá tào lao hết chứ. Đã biết con bé này đó. Đã tôi nói thật sự vừa giỡn mà thiệt chứ quý vị. Đã biết bé Tường Lam mà nó là cái như là một vị Bồ Tát tái sanh tái đồi đó mà sau này phổ độ chúng sanh nữa. Mình biết vậy đó. Thì bây giờ tôi hỏi là tại sao mình không đi phổ độ đi? Mà bắt con nhỏ này phổ độ. Rồi nếu mà tôi hỏi vậy đó, là quay ngược lại, do bé Tường Lam đó, đây là một trong những cái thiên chức của bé, bé phải làm. Ông đậu chỉ, tôi nói chỉ vòng như cái cô xây cùng mà thua rồi. Bó tay là cô xây cùng bao giờ nó thật sự, nó chạy sao nó chạy, chứ nó đâu có một cái đích đến đâu quý bà con, nó chạy vòng tròn đó. Thế thôi chứ bây giờ còn có nhiều vị lên thần thánh hóa mà tôi hỏi không có một kiểm chứng, không có một cái chi mà để gọi là khẳng định cái điều đó. Mà bây giờ mấy người đây cũng là cái như là giống như thằng mù đi đêm thôi chứ biết chi đâu. Mấy người mà bảo bé Tường Lam cái như là
sẽ trở thành một cái vị gọi là Phật sống rồi phổ độ chúng sanh rồi đấy. Mấy vị đó nó thật sự như thằng mù đi điên mà chứ. Nói nó bừa, nó càng nó đại rồi trúng ăn chặt cái cũng là rút im cho biết họ là ai đâu quý vị. Trúng thì nó thật sự họ lên họ vỗ ngực xưng tên là tôi nói đúng đó. Nhưng mà chặt rồi nó thật sự đào bấy ngày không thấy họ đâu, họ núp hết trong hang đó. Giống mấy vị mà cái ngày xưa bảo vệ con ven đó. Từ cô ba rồi, cô ba cũng là gọi là đứt bóng rồi đó. Cô ba đứt bóng mà phải là nó thật sự bầm dập cả người. Đó, rồi bây giờ cô năm là ngày xưa là cũng là nói thật sự cũng bi a con quen dữ dằn lắm. Đó, rồi bây giờ cô năm là cũng lên nói một câu ở bế Tường Lam là coi như là cá chép của là Phật Bà Quan Âm, cỡ như hóa rồng, tên là Tường Lam. Tôi mơ giấc mơ nó hải hùng, sáng ngày tôi ra là thấy không gian mạng là tràn ngập hình ảnh của bé và mơ linh dữ. Rồi mơ khi nào mấy anh áo xanh ông tới rồi bớ bà đi. Mơ đấy. Trời đất thánh thần. Ở quê tôi quý bà con, ngày xưa cũng có một bà coi bói trời ơi, ở dân địa phương là không ai coi trơn trọi. Nhưng mà cái như là dân ở đâu đâu không tới, đi toàn ô tô khóc, đi toàn xe sang khóc. Tới coi mãi bắt đầu là cái an ninh trật tự là nó có vấn đề. Bắt đầu là mấy anh công an mặc đó, anh cũng giá vô nó coi bói, hỏi cũng nói thao thao bất tuyệt. Bắt đầu anh hỏi một câu, thế chị biết là chị coi đây rồi khi nào cái như là chị bị sờ gáy không? Mà nó trù nhớ chị sờ gáy, tôi coi ở đây thật sự tôi giúp bà con thâu, tôi đâu có lấy tiền đâu mà cái sờ gáy. Mà bà đâu có lấy tiền quý bà con, ở trên cái trang của bà đó, bà làm một cái thùng gọi là cái thùng phước xương, cái thùng công đức đó. Tiền bà không lấy đâu mà nhét vô đấy đó. Tiền là nhét vô đấy hết. Rồi cái nhân khách vừa là tôi hỏi quý con, bả cái hồn bả giận không? Vừa nói xong câu đó là cầm số 8 là rước em đi liền. Cầm số 8 là cái là tiếng em đi liền. Đưa cầm 8 là bập một phát là xong, có bằng chứng hết rồi. Rồi từ đó là cái động đấy xem như là dẹp biến cái động luôn mà cái địa phương mới an bình. Phải dẹp. Riêng là nó thật sự là những cái vụ như con ven đấy cũng là ở địa phương cũng dẹp rồi đấy chứ. Chứ đâu phải chưa dẹp đâu. Mà dẹp chỗ này nó đi chỗ khác à. Bây giờ là xuất hiện bé Tường Lam, thấy là tôi thấy là cái như là tội cho bé, tội cho bé mà trách cho những người lớn đó. Chứ còn bà con đừng nói là phỉ báng. Bé Tường Lam là cái chi đâu mà phỉ báng. Đúng không? Bé Tường Lam là một đứa trẻ cực kỳ ngây thơ, cực kỳ đáng thương. Chứ bé Tường Lam đâu là cái chi đâu mà tôi phải phỉ báng bé Tường Lam. Giống bé Tường Lam là một vị Bồ Tát thật thì tôi không tin nó bao bảo phỉ báng. Chứ còn những cái vấn đề bé Tường Lam nó nói mình không có kiểm chứng thì tôi được quyền tôi phản bác lại. Như vậy đó quý vị, mà nói là lang thang Sài Gòn phỉ báng, tôi nói phỉ ông nậu tôi phỉ báng. Một đứa bé mà bây giờ nó hỉ mũi chưa sạch. Mà bây giờ mình là người lớn mà đi tin những cái lời của một đứa trẻ mà không có một cơ sở là mình dốt hơn bé Tường Lam chứ. Đúng không? Vị nào nãy vô comment chữ tôi quá trời, tôi hỏi một câu mỏ chạy mất dép luôn. Mình mà đi tin một đứa trẻ không có sự xác minh mà mình dốt hơn bé Tường Lam chứ không có phỉ báng ở đây. Một trong những cái gì nói cả đúng, nói phải có cái sự xác thực chứng minh. Chứ cũng nói mà cái thật sự chưa có một cái kiểm chứng mà cô nói quý bà con fan mình răng lên ủng hộ trời ơi, tung hô ủng hộ bé Tường Lam, ủng hộ cho lắm đi. Ủng hộ cho lắm rồi đó thật sự. Rồi sẽ biết cái cảnh rồi cái thất vọng là gì. Bỏ tay. Thưa quý vị, cái buổi trò chuyện hôm nay tới đây thì Lan Phan Sài Gòn xin phép tất cả các bà con cho tôi kết thúc buổi trò chuyện tại đây. Một lần nữa kính chúc tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Bà con vui lòng cho Lan Phan Sài Gòn xin một like cho quý vị. Bà con nào chưa đi kênh vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh Lan Phan Sài Gòn. Xin chân trọng cảm ơn tất cả các bà con nhiều. Bye bye tất cả quý vị.